Hai hai hai, xin chào mọi người. Hôm nay Thiện sẽ hướng dẫn mọi người để hát bài về miền Tây nha. Bài này chúng ta sẽ hát với nam là đô thứ, nữ là do mi fa sol, nữ là son thứ với điệu cha cha tempo 128 cho tới 30. Ok, và sau đây Thiện sẽ hướng dẫn mọi người. Thiện sẽ bước bước phần 1 là Thiện sẽ đánh mẫu nha. Phần 2 là Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Phần 3 là Thiện chào tạm biệt mọi người nha. Vô vô vô. Sau đây Thiện sẽ hát trước. Vô. À, cái intro thì Thiện cũng đã hướng dẫn rồi cho nên Thiện sẽ không có đánh trong cái phần hướng dẫn đệm hát này nha. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong điểm vui ấm no cuộc sống đồng tham ruộng lúa nên mong tình yêu thắm nhiệt bằng lòng ai đi mình ra nhớ về quê nhà ai ok. Và sau đây thì sẽ hướng dẫn mọi người nha. Rồi, câu thứ nhất nè, mọi người hãy trên board cộng 3 lên cho để chúng ta học cho dễ nha. Nó là tông đô thứ á. Go go go. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, chúng ta sẽ lót câu nhất là son lá son mì vui niềm vui ấm no cuộc sống mi rê đô là mi miền đông tháp guông lúa mà mênh mông, chúng ta sẽ lót là son lá son rê mi yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Đó, chúng ta sẽ lót là rê 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 đô rê rê mi si la son la. Đó, qua đoạn ai qua Tiền Giang xuông pha Mỹ Thuận này, ai qua Tiền Giang xuông pha Mỹ Thuận, chúng ta sẽ dập brass nha. Ai dịch ai đi tiền pha là chúng ta đánh là đô phá nè. Ai đi tiền pha xuống son son là chúng ta đánh son si re nào, son mi thuận cái chúng ta lát la son la, chúng ta đánh là la son la nhưng mà chúng ta kèm nốt mi rồi thì đánh chậm nè. Ai đi tiền pha xuống son mi thuận, ai đi hậu pha đến son Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Mi, tới chỗ này chỗ nào để sẽ trên, đi về Minh Lá hay đi về Kiên Mi, đi về Sa Mỹ hay là về An đó, chúng ta sẽ lót cái câu này chỗ đi về An Giang thôi. La đô la mì son son la son rê mi mi son mi đô rê rê mi đô si la, chúng ta lót câu la son rê mi la thì sẽ đánh chậm chỗ cái này cho mọi người cùng nghe nha.
đi về xa đẹp hay là về An Giang. Cái hợp âm nó sẽ đi như sau. À, đô đô nè, la la la, đô 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 đô, à, đê đê đê, mì là nè, la thứ nè, đô trưởng, ghê thứ, mì thứ và la thứ. Rồi thì sẽ đánh chậm lại một lần nữa, tempo cỡ 80 thôi. Đi về xa đẹp hay là về An Giang. Đó là xong câu lót đấy. Cái chỗ miền Tây ơi thì chúng ta sẽ để tên miền Tây lá dưới lúa, miền lá hai mùa mưa mây. Đó, chúng ta có thể lót son lá son mi rê mi. Miền Tây rê sông nước cù rê chính nhanh phù đồ, mi son mi rê đồ, đất là khắp, đất là khắp chốn nở hoang. Đó, đất lành, đất lành thì chúng ta đè đè nguyên cái chùm brass xuống luôn. Đất lành khắp chốn nở hoa, dung bồi mắt mí mướt mà môi em. Chỗ chữ em chúng ta sẽ đánh nè, là sòn là đô rê rê mi si la sòn si rê mi rê mi sòn la. Đó, cái đoạn dần chân lên theo bước chân đi thì lót y chang như đoạn đầu thôi, chúng ta thay tiếng guitar thôi. Đó, rồi sau đây thì sẽ hướng dẫn mọi người kết thúc nha. Thì sẽ đánh chậm lại kết thúc nè. Tiếng cười giống nói trong có tình thân thương phiêu, câu hò câu hát. Đó, tới chữ thương chúng ta bấm phiêu B và bấm nút dần nha. Tới giờ chú hát chúng ta sẽ dần câu hò câu hát. Mi, 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 rê, mi, nghe nhạc giao quê la còn la. Chúng ta sẽ đâu la la son la do do re mi si re si re si la son si re mi re mi son si la son mi la. Cái đó là thêm nốt cho thôi, còn không mọi người đánh cơ bản cũng được. Đó, nghe nhạc chào quê la la son la. Ok, đó là một cái bài đệm về miền Tây. Và cái phần mà lý con gì lý cái bông thì Thiện cũng đã hướng dẫn rồi, và intro cũng đã hướng dẫn mọi người ráp cả bài. Và mọi người có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để đăng ký bộ khóa học đàn online gồm 200 bài hát rất là nhiều luôn, để cho anh em ở nhà tự học ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Có thể liên hệ Thiện qua email bên dưới và số điện thoại bên dưới để đăng ký học đàn nha. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi học vui vẻ.